một tuần giao dịch vất vả với tất cả nhà đầu tư trên thị trường khi mà tin tức quá nhiều nhất là những cái tin xấu liên quan tới thế giới quá nhiều quá nhiều nhưng kết quả thì sao kết quả thì nhờ cái việc và cơ cấu của các cái quỹ etf cuối tuần thì nó đã giúp thị trường chúng ta đỡ lại được cái xu thế khó khăn này kéo lại phần lớn các cổ phiếu trong phiên ATC à, hôm nay phiên ngày 17 tháng 3 Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên ở đây thị trường giống như cái tiêu đề video Quang có nói anh chị là gì? Nó đang chờ đợi xu hay mới nha Nó vẫn chưa xác nhận được là nó sẽ tăng hay nó giảm Có những mã đang bật tăng rất tốt Ví dụ như anh chị nhìn vào tiền phong banh Vượt đỉnh luôn Đánh vượt đỉnh luôn với dòng tiền lớn vào Hay là những mã khác ví dụ như gì? Đất xanh tiếp tục tăng hay là DG tiếp tục tăng, tiếp tục vượt khỏi cái xu hướng giảm nó tăng lên tiếp hay là VB Bank cũng vậy. Tuy nhiên, ở cái chiều ngược lại thì sao Hiệu Hòa Phát đang có dấu hiệu muốn gãy. Rồi gì nữa, LCG của đầu tư công cũng muốn gãy. Hơn nữa là PLX ở đây đã gãy rất là nhiều rồi. Việc cơm banh của nhóm ngân hàng cũng giảm rất là nhiều. Thì thị trường vẫn đang ở giai đoạn gì? Giai đoạn dằn co. Dằn co để lên hoặc dằn co để gãy. Thì ít nhất trong cái tuần đáo hạn phái sinh của tháng 3 hiện tại các cổ phiếu của chúng ta vẫn trụ được với cái thị trường rất khốc liệt này thị trường mà tin tức nhiễu loạn liên tục một ngày xanh một ngày đỏ một ngày xanh một ngày đỏ hôm nay phần lớn các cổ phiếu vẫn xanh thị trường đóng cửa đỏ nhưng phần lớn các cổ phiếu thì vẫn xanh thì cái trạng thái này không biết nó vẫn còn nó phải bào chúng ta trong thời gian bao lâu nữa thì ở đây như Quang đã nói trong room của mình mấy lần đó là gì? Anh chị có hai lựa chọn. Một, anh chị ở lại với thị trường, tiếp tục đầu tư với thị trường chứng khoán này thì anh chị có thể sao? Một là gì? Chấp nhận việc nó xanh nó đỏ liên tục như thế này, nhưng giữ hàng miễn nó không vi phạm thì chúng ta cứ nắm giữ bình thường. Hai là chúng ta chọn phương án là chúng ta đi đánh phái sinh, chúng ta đi đầu tư bên cái phái sinh, vin 30 F1 manh để có thể ăn hai chiều đánh hai chiều của nó trong cái thời gian chán nản này gồng cơ sở một ít hai là gì hai là chúng ta ở ngoài luôn chúng ta không đầu tư trong giai đoạn hiện tại gần như là chỉ có đứng ngoài và kệ thị trường nó lên xuống nó lên thì kệ nó nó xuống thì cũng kệ nó luôn Hay chúng ta cầm tiền chúng ta không quan trọng thì đây là cái giai đoạn hiện tại giai đoạn của tháng 3 tháng 3 tháng cuối cùng của quý 1 nha rồi đó là một số cái mà qua muốn chia sẻ trong đầu video thì nhìn chung đó là rất là khó kiếm tiền trong giai đoạn hiện tại nha yeah. rồi thì cùng nhìn vào thị trường chung trong cái chạc ngày ấy, thì anh chị có thể thấy là nó có cái trạng thái gì ở đây anh chị thấy nó có trạng thái gì có phải là nó nó cao từ từ nữa không ờ, thì đây là trạng thái nâng nền lên nhưng mà cái cây nến hôm nay thật sự là hơi xấu nha yeah. cây nến hôm nay do bị đóng cửa hẳn xuống như thế này 1045 thật sự là hơi xấu nếu mà nó đóng cửa trên 1047 thì nó sẽ đẹp hơn là 1045 vì sao anh chị biết không vì nếu nó đóng cửa như vậy anh chị kể cái trend này anh chị bị gãy rồi anh chị phải kẻ xuống như thế này nó mới không gãy. không kẻ xuống như thế này thì nó lại hơi sai sai tại vì chúng ta phải ưu tiên cái đáy này với cái đáy này và không khớp được cái đáy này thì nó hơi sai sai nha thì coi như là chấp nhận đi chấp nhận rồi trong chặt tuần thì sao? Trong chặt tuần thì thị trường chúng ta chưa lũng MA20. Tức là sau khi đánh hồi lên vượt qua MA20 của chặt tuần là 1039. Thì thị trường này đã đóng cửa 1045 là đóng cửa trên MA20 là coi như là ok. Nha, đã không đóng cửa dưới MA20. Còn trong VN30 thì sao? VN30 cũng đóng cửa trên MA20. Có khối lượng vào. Trong chặt ngày chặt ngày thì Vin30 đóng cửa khá là tốt nha chặt ngày thì Vin30 đóng cửa tốt và lưu ý ở đây là một cục cái điểm nữa là Vin30 tiếp tục cao hơn và Nindex 1047.71 còn và Nindex của chúng ta là nhiêu 1045 thì nhìn chung ở đây nó thể hiện là tiền vào Vin30 phải không thì hôm nay quỷ nó cơ cấu thì tiền nó cũng là vào Vin30 chủ đạo thì nếu mà Vin30 tiếp tục đánh trong tuần sau thì qua đánh giá là gì xác sức là thị trường tiếp tục chạy lên cái vùng 1082 mà Vin30 tăng thì nó sẽ kéo thị trường chúng ta tăng nha nhưng mà đây là cái kịch bản tốt nha? cái kịch bản tốt mà rất là tích cực luôn tuy nhiên có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý đó là gì đó là trong giai đoạn hiện tại các cái chỉ số này đúng là nó tốt nhưng mà trụ đã chết vài con ví dụ như con vinamilk là một trong những con trụ mà qua kỳ vọng là nó lên sát cái mí ở đây rồi không? nó chỉ cần đánh một cái là nó vượt lên luôn rồi nó là quay xuống nó rất là nặng phải hay trong cái trạng thái này thì hôm nay quỷ nó cơ cấu thì quan kỳ vọng là gì trong tuần sau nó hồi lên và nó đánh lên nó chạy tiếp giống như đây nè đang đi lên chuẩn bị đánh cái nó quay xuống nó đảm giảm cây rồi nó giật lên nó chạy tiếp thì đây là cái kỳ vọng của anh nha kỳ vọng của anh chứ thật ra mà vinamilk mà nó gãy nữa là hồi chết luôn đó hy vọng là cái hoạt động trả điểm trong tuần sau sẽ ok tương tự thì công việc cơm banh cũng tương tự nha không khác gì cả đâu việc cơm banh nè. đây hôm nay đóng cửa như thế này anh chị thấy toàn chưa? đóng cửa mở ra luôn nè thì hy vọng là cái hoạt động gì cái hoạt động trả điểm trong tuần sau sẽ ok việc công đây, tôi sẽ mở Banh lên cho anh chị coi nha. Banh, trước phiên ATC 14 giờ 29 Banh mình giá ham chiếu gần và giá ham chiếu là giá 91 ATC xong còn giá 89 và gãy luôn. Thì đây là một cái trạng thái quá xấu hơn quá xấu thì hy vọng là tuần sau nó sẽ trả cái điểm nó kéo lên trở lại. Nếu không là cũng mệt. À. Nhưng mà ở đây thì chỉ chia sẻ một cái góc nhìn về theo quan nhớ không nhầm nha. Theo quan nhớ không nhầm trong giai đoạn uptrend năm 2021 2020 khi ngân hàng kéo mạnh là việc cơm ban nó giảm, nó không tăng mạnh. Các ngân hàng nó sẽ tăng ngược nhau. Hồi đó quan nhớ không nhầm là việc cơm banh BID hai cái con này nó giảm thì ngân hàng tăng ngược lại khi việc công banh tăng thì các ngân hàng khác giảm à, Không biết cái giai đoạn 2021 nó có giống năm nay không thì đây là cái chia sẻ góc nhìn của anh nha còn đây thì việc công banh đang gãy đang rất là xấu hy vọng là từ sau nó hồi được nha rồi thì đó là một số cái điểm mà mình muốn điểm nhấn trong phiên hôm nay có con VCC cũng tăng rất là mạnh phải không hàng không chúng ta có HVN thì VCC thì nhìn chung đó là do được quỹ cơ cấu nhưng mà nó cũng liên quan tới vấn đề là chặt tuần nó đang tạo hai đáy nè chị thấy không chúng ta đang giữ HVN trong danh mục thì chúng ta cứ hội máy nắm giữ yeah. tại vì VGC cũng đã tạo đáy như thế này xác sức nó cân bằng đây nó chạy lên lại 130 đó VGC không có tiền đầu tư giá mắc quá ha. giá mắc quá không đầu tư nổi nhưng mà chúng ta trong danh mục thì có HVN để đánh cái gì sống gì sống Trung Quốc và Việt Nam á anh chị có thể đọc báo cái chuyến bay đó, chật kín luôn à, người Trung Quốc bay vào Việt Nam rất là nhiều nên chúng ta cứ kỳ vọng nha rồi thì đó là một số cái ở đầu video tiếp theo là gì tiếp theo sẽ bắt đầu phân tích tổng thể cả thị trường này do đây là bản tin cuối tuần và kết hợp theo phân tích là gì các cổ phiếu trong danh mục của mình luôn <laughs> rồi đầu tiên là nhóm ngân hàng chúng ta coi stb là cũng là một cổ phiếu trong ngân hàng phải không của chúng ta hiện tại thì nhìn chung là chờ nó gãy để cắt lỗ nhưng nó cũng không gãy Ê, chị thấy rõ ràng chờ nó gãy nhưng không gãy được và cũng không bước lên được luôn. Thì ở đây chúng ta lưu ý cái giá 25.5 nha. 25.5 là cái chớp cái đỉnh ngay đây. nè. đó cái chớp cái đỉnh như đây và nó cũng trùng trùng với cái đỉnh bên đây luôn. và cái điểm gãy bên đây luôn. thì ở đây nếu nó bước qua lại 25.5 anh chị có thể thử thăm dò vào thêm một lần nữa. chúng ta đang giữ 50% hàng thì chúng ta mua thêm bao nhiêu? 30% nữa. khi nó đánh lên nó test lại 26.5 ở trên đây. Giờ nó lắp cái gấp đau ngay đây nè. nó test thành công nó bước qua 27 thì mình mua gia tăng tiếp. thì đó là cổ phiếu nắp bình thường. Còn trường hợp nó không đánh được, nó quay xuống nó gãy mất cái giá 24 thì cắt lộ. Nha thì cắt lộn. Rồi tiếp tục, SHB một cổ phiếu mà hôm nay được quỹ review và cũng có dấu hiệu nâng lên nè, anh chị thấy nó nâng lên không? Đây, nó nâng lên nhưng mà này không đánh được, hơi tiếc nha. Thì con này nó có cái kháng cự chung là giá 10.3, 10.4. Thì nó bứt qua được đây thì quan kỳ vọng nó chạy hẳn lên giá 11.5. Mà vấn đề ở đây nó vẫn kẹt. À, ở đây có 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 qua có cảm giác là nó đang bị uh, giữ lại không cho tăng thì đây những anh chị mà nắm giữ thì anh chị canh thôi theo qua đánh giá thì cái cấu trúc này thì đẹp nha, cấu trúc này thì đẹp nhưng đòi hỏi phải đánh được chứ mà kẹt kẹt như thế này mà đánh không được thì câu chừng nó làm cái èo để chia xuống luôn thì trạng thái này nhớ chặn ở khoảng giá 10 hoặc là giá 9.8 ha rồi đó là công việc cơm banh thì nhìn chung là đẹp đó, nhưng mà đánh hoài không được công vi banh thì sao tin ra nó không tin ra hình như là được ký ký cái điều đó vào khoảng 15 tháng 4 ha nhưng chúng ta đây quá cao không thể đầu tư được thì những ai mà có hàng thì anh chị có thể gồng lại và coi nó có kéo được nữa hay không còn mua ở đây thì qua nó giá là không mua được do nó có gấp rồi cái xác sức và nó quay xuống lắp gáp cũng rất cao nó thành ra ở đây thì không để đầu tư nhưng mà nhìn những cái con này còn giữ được giá thì ok rồi tiên phong banh một cổ phiếu và đã nói anh chị nhà tư chúng ta mua trong phiên hôm qua đây nè tiên phong banh hôm qua lúc 9 giờ 30 nè lúc tiên phong nó còn giá đỏ nè phải không 24.5 thì qua có nói anh chị mình là lót 30 trăm hàng rồi chiều qua kêu anh chị mình là mua thêm nữa 14 giờ 13 là qua kêu anh chị mình mua thêm 20 trăm là 50 trăm hàng tiên phong banh mình mua đâu mình mua đây nè. giá đỏ đây nè thì hôm nay kết phiên hút phiên là mình lời được nhiêu phần trăm là được 3 phát mấy 4 phần trăm nếu anh chị mua hấp là anh chị là được 4 trăm mua cao thì cũng khoảng 3 phát mấy phần trăm nhìn chung là tiên phong banh trong tuần sau là ngày 20 20 tháng 3 là thứ hai luôn á là nó chỉ cổ tức là hai ngàn rưỡi một cổ phiếu thì nhìn chung là người ta mua người ta ăn cổ tức thì mình mua mình cũng ăn cổ tức thì cái con này tiền nó vào như thế này thì qua từng nó chia là nó sẽ còn giá 22 ngàn cả 22 21 ngàn gì đó trong nó giật nó tăng tiếp thì chúng ta sẽ được ăn thêm nữa à, ăn thêm nữa với cái trạng thái tiên phong thì vẫn nói anh chị đó nó tăng có dòng tiền khá là ok cứ cây nào tăng là có tiền còn cái cây nào mà nó chỉnh thì tiền nó đã bất ngờ nó rút ra hết tức là nó không bán háo mà nó chỉ tích lũy tích lũy tích lũy thì cái trạng thái công tiên phong banh nó có trạng thái gì chị biết không nền chồng nền đây là mô hình cấu trúc hơn đi lên nền chồng nền thì ví dụ bên đây nó tích lũy lại cái nền nữa chúng ta sẽ mua tiếp tục mua gia tăng với tiên phong banh một trong hiếm những cổ phiếu đi ngược thị trường trong giai đoạn hiện tại và có dòng tiền thật sự là hẳn hồi nha yeah. còn ta ghét tiên phong banh thì sao ta ghét là cái vùng cụ khoảng giá 29 này em 8 29 ở trên đây nha yeah. đó là ta ghét ngắn thôi những cái con theo quan nghĩ tới cuối năm nó sẽ có 4 ít 6 ít là bình thường nhưng mà quan trọng là không ai giữ nổi tới đó đâu rồi tiếp tục là gì CTG ở đây thì những anh chị giữ con CTG lưu ý cái chỗ này nè. qua sẽ ví dụ một số cái chỗ tương tự cho anh chị coi nha ví dụ chỗ này ví dụ chỗ này giống nhau giống nhau tức là gì tức là khi sau khi nó green nó gãy xuống đây nè green gãy xuống green gãy xuống thì hồi lên tạo cái vùng tay phải đây cái vùng tay phải nè thì cái vùng này được gọi là cái vùng nền nhỏ ngay đây đó thì nó tạo cái nền nhỏ này thì những anh chị giữ nó lưu ý là gì nếu nó tạo ở đây thành công và nó bùng nổ nó vượt qua cái trend, ví dụ cái trend này thật ra là nó trùng trùng nhau phải không là giá như khoảng giá 29 chấm sáu tới giá 30 thì cái khúc này nếu nó bùng nổ nó vượt qua được với một cái dòng tiền vào khoảng là bao nhiêu 5 triệu Ông tới 5 triệu, 4 triệu cũng được Tại con này dạo này không thấy tiền nó đánh Thì cũng khoảng khúc này đi Thì có tiền vào đánh tiếp thì cổ phiếu sẽ rất là đẹp Và nó sẽ bước vào xu thế uptrend mới Kéo thị trường đi lên tiếp Tuy nhiên nếu nó quay xuống nó lũng cái giá khoảng 28.4 28.4 nha là lũng MA20 MA20 hiện tại là 28.8 Thì lũng MA20 và lũng luôn cái nền ngay đây Thì xác sức con này nó có thể nó sẽ gãy về giá 26 nha, Tại vì sao? Tại vì ví dụ đây là rơi nè hồi hồi tích lũy không đạt thì rơi tiếp nhá. thì rơi tiếp là lần sau nó gãy đó nó thành ra những anh chị mà nắm giữ con này hoặc là đang canh mua mới ngân hàng mà không biết mua con nào thì canh ctg được bùng nổ thì mua còn không bùng nổ mà gãy thì thôi những anh chị giữ thì cũng phải lưu ý cái vấn đề này nha đó là ctg nếu mà thật sự nó đánh gãy những cái con như ctg những cái con gãy đầu tiên đó nha tại vì mô hình của nó đã thiết lập xong hết rồi mà nó còn không lên được thì nó sẽ rụng rồi tiếp tục là gì liên việt sao cái tin mà ông giám đốc ổng ông tổng tổ giám đốc ổng từ nhiệm thì con này có mấy người nói là nó sẽ sập kết quả nó cũng không sập không kết quả nó không sập nhưng mà theo quan đánh giá là gì cao quá thế này là cao quá thì những ai có hàng thì lưu ý cái nền đây cũng là hiện tượng nền trồng nền à, nền trồng nền. nền đây là một cái nền đây là một cái nền nữa thì nếu liên việt nó quay xuống nó vi phạm nó lũng cái giá 14.7 hoặc là 14.5 lại may 20 mươi qua wow, là nghe đây thì anh chị xem xét là hốt bớt hàng còn nếu mà nó đánh tiếp thì cái gì bình thường. Nhìn chung là với liên việt thì không có điểm mua. Những ai giữ thì lưu ý là các cái móc chặn thôi. Thị trường bây giờ tích cực. Cũng không tích cực. Không có một mình tiên phong banh với một hai con. Không làm được lên mùa xuân. Mà tiêu cực thì nó cũng có mấy con gậy rồi. Nếu thành ra là anh chị cần phải lưu ý nha. Với con liên việt này rất có thể sẽ có một cái pha sprint. Giống như nè. Bất ngờ sprint xuống xong đó nó tích lũy lên lại. Đây là liên việt nha. Rồi. ACB đi. ACB cũng vậy. Ở đây là ACB hiện chị kẻ đây. Nó có chung cái hỗ trợ giá 24 và cái trend giảm khoảng cái vùng này. Đó anh chị kẻ kiểu nào thì nó cũng xem xem vậy thôi. Thì nhìn chung một nó phải bước lên hai đây mà nó gãy thì nó sẽ về hẳn cái giá 22. Nó sprint xuống. Đôi khi nó gãy là một cái cơ hội để nhặt hàng. nếu à, hào để nhặt hàng giá rẻ còn bây giờ thì đúng giá cũng ok nhưng mà nhặt ở đây thì xác sức là nó gãy và bây giờ thì cũng đã qua cái giai đoạn T cộng rất là nhiều rồi À, mua ở mấy phiên trước thì còn có thể cực được chứ bây giờ mua vô chạy không kịp đâu nó thành ra là chúng ta hà chúng ta chờ nó đánh lên cao luôn ví dụ vượt 25.5 25.5 đánh hẳn là luôn bản giá 26 gần tới 26 test lại hiện chị mua cao nên sẽ an toàn hơn với trạng thái hiện tại của ACB rất có thể sẽ có cú sprint nha yeah. rồi BD BD thì cũng vậy thôi hồi lên sau đó đi ngang thì đây thì trường hợp này thì BD nếu tăng tiếp thì ok Nè, giống vậy nè hồi lên nè thì nếu tăng tiếp thì ok còn nếu nó sụp xuống thì cũng hơi nguy hiểm nhìn chung là do cái công việc cơm banh đó, ha rồi đó nhóm ngân hàng thì nhìn chung đó, nhóm ngân hàng thì qua đánh giá là gì nếu anh chị muốn đầu tư anh chị nên giữ một mã thôi lưu ý nha một mã thôi không nên mua nhiều vì ngân hàng nhìn nó tăng ngon ví dụ anh chị nhìn có tên phong banh tăng ngon thật ra nó cũng đâu có bao nhiêu phần trăm đâu rất là ít còn mua nhầm những cái con không có phần trăm nào ví dụ như công banh, gần như là giữ rồi giờ ra chị thấy khúc này đã có nó có dòng tiền rồi. Nó tiệt luôn Nó không có tiền và nó cũng không đánh được luôn Giữ nó còn thua cả hòa phát Rồi đó là nhóm ngân hàng Nhóm chứng thì sao? Hôm nay hàng chứng về đỡ như thế này theo anh chị là tốt hay sao? Được quỷ đỡ thì đỡ như thế này qua đánh giá là tốt nhá? Chắc chắn là tốt rồi Tuy nhiên bây giờ ở đây có điểm mua không? Thì qua đánh giá chúng ta nên chờ nó thêm vài phiên nữa Nếu có tích lũy ở đây thêm vài phiên giống vậy nè mà ra được cái mô hình hoặc có cái nhịp green xuống rút lên như thế này thì chúng ta sẽ canh mua trong giai đoạn phía sau để đánh lên còn hiện tại thì thị trường nó còn hơi nhạy cảm do có số con đang gãy thì phải chờ nó xác nhận lại ok thì mình sẽ giải ngân mua trứng còn hiện tại thì ai có giá hàng thì anh chị cứ chặn thôi ví dụ chặn là cái giá em 20 là 19.4 hcm hcm cũng vậy hcm thật ra là phải mua trên 25 nó mới an toàn nó khác với câu kia là nó có hai cái định của vài đầu ai và ở đây nếu anh chị kể cái trend nó cũng có vậy thì đây anh chị muốn mua anh chị nên chờ nó giật lên vượt qua cái giá 24.5 là qua cái chỗ này nè, là bức cái trend giảm từ đỉnh này xuống đây. Đỉnh, đỉnh. À, bức cái bức trend giảm rồi thì bức qua thì đi mua. Còn cái cây trăng trần này thật sự là không thuyết phục, chúng ta phải chờ đợi thêm. Ở đây thì anh chị có thể chờ thêm khoảng hai ba phiên nữa có thể sẽ có điểm xác nhận nha. VCI cao quá. Không phải cao mà thật sự là chưa xây được cái nền. Đây nè, anh chị thấy cái chỗ này nó bứt lên không? sau đó nó có mấy cái phiên nó, nó nó test lại thì nếu mà chúng ta muốn mua chúng ta hãy chờ những cái phiên giống như vậy ví dụ ở đây chưa có không? thì nó nó phải có thêm vài phiên nữa nếu thành công thì chúng ta mua với cái điểm mua target cao ha mua cao thì bán cao nhưng mà trong trường hợp này phải chờ thêm vnd tương tự không có khác gì nhiều ở đây thì đây anh chị chờ nó tích lũy thêm vài phiên nữa tích lũy thêm vài phiên nữa nếu thành công bước lên thì chúng ta sẽ mua thăm dò bên đây danh mục chúng ta đang có con FTX phải không? Đây có một con chứng duy nhất là con FTX thì đây con này qua cũng đang nói anh chị là mình chờ đó chờ nó nhúng xuống nó lắp cái gáp này hoặc là nó nhúng nhúng ở đây thêm một hai phiên nếu thành công thì mình sẽ mua nó giống đây nè anh chị thấy nó tăng mạnh không sau nó rủ vài phiên rồi tăng tiếp thì đây chúng ta chờ nó nhúng nhúng ở đây vài phiên nữa hoặc là thứ hai hay gì đó mà có đạp nhúng về giá 19.5 thì mình sẽ nhặt ở đây với cái target là bật lên lại cái giá 24 à, FTX rất là đầu cơ nha rồi, một con trứng cuối cùng nữa là con SHS. Nhiều anh chị trong room mình rất thích con này, thật ra hôm nay tích lũy là đẹp nha. Đánh mạnh nè. Sau đó rơi xuống, hồi lên đi ngang thì con này nó đang xây thêm cái nền đây nữa nè. Thì con này để cái điểm mua thì có hai điểm, một là anh chị canh mua hấp luôn. Mua là mua hấp hẳn luôn. Hai là gì? Anh chị chờ nó vượt qua cái giá 9.1 nha, 9.1 là cái giá này nè. Đây nè, đây là điểm đỉnh cũ nè phải không? Và đây là cái đỉnh này nè, thì nó bước qua đây chạy tiếp qua đó chạy tiếp thì đó là giá 9.1 có hai cách để mình mua một là mình mua giá hấp hai là gì mình mua lấy giá cao giá bùng nổ giống như bên đây bùng nổ lên sau đó xìu 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 rồi tăng đi ngang thì nó cũng có cái, cái điểm mua ngay đây thì mua cao thì đương nhiên không có lời nhiều mua hấp ở đây thì lời rất là nhiều ừ, thì ít bây giờ nó làm y hệt vậy thôi cái con này thật ra giá nó khá rẻ rồi thị trường có giảm mạnh qua nghĩ nó cũng không có biến động quá nhiều rồi tiếp tục chúng ta nói tới ngành thép hòa phát hôm nay bị nước ngoài bán quá trời bán luôn nước ngoài tuy là cuối phiên nó cover lại nó um, do cái quỹ nó cơ cấu á nó từ nhiêu âm um, hai trăm mấy chục tỷ lên tới năm sáu uh, trăm mấy nhưng mà chung quy vẫn bán hòa phát bán tới bao nhiêu bốn trăm tỷ <laughs> bán tới bốn trăm tỷ hòa phát hôm nay nó xả coi bằng con này là xả túi bụi luôn xả không còn không thấy mặt trời hôm nay để quan coi thử con hòa phát hôm nay nó xả tổng là bao mười bốn triệu Hôm nay hòa phát là nó xả, ủa không phải, nhầm nhầm đó là con ATB. Xả 24 triệu, mua lại 20 triệu là xả hai, hai, 20 triệu cổ phiếu phải không? Mua lại 4 triệu chứ, xả 20 triệu cổ nay xã hòa phát quá trời nhìn chung là con hòa phát ở đây thì anh chị mà năm giữ nó thì chị lưu ý cái giá 20 thôi tại vì cái giá 20 là cái nền cũ cái đáy cũ hoặc là 19.8 hay gì đó cỡ đó nha thì nó lủng ở đây thì nó rất xấu nó lủng rất có thể nó sẽ chạy hẳn về giá 18 hoặc giá 17 luôn và bắt buộc phải cắt ra tại vì nó lủng là nó nó là gì nó sụp nó sụp để cho toàn bộ ở đây hót hàng ra đã, đã sau đó rơi xuống đây tạo mô hình vậy nền rũ kể nền rũ rồi tăng lên lại vòng sau ở giai đoạn cuối năm à, thì anh chị giữ hàng chị lưu ý còn trường hợp mà nó giật lên nó chạy tiếp thì cái giá xác nhận đầu tiên là giá 21.5 giá xác nhận thứ hai là giá 22.3 đó là hai cái giá xác nhận của con hòa phát để anh chị mình lưu ý nha Giờ một cái giá gãy hiện tại là đầu tư thì chúng ta bỏ qua tất cả các yếu tố về cảm xúc và chúng ta cứ coi cái giá phản ứng thôi sập thì bạn lũng thì bạn còn nếu nó xác nhận thì mua không? cái câu này qua đã nói nguyên tuần rồi rồi cứ xác nhận thì mình mua lũng thì mình bán đúng là đầu tư như vậy thì có vẻ là nghe nó tắt tắt quá do đó cũng là tiền nhưng mà giai đoạn hiện tại đâu có cách nào khác chúng ta đánh theo tin tức là gần như là lỗ lỗ mà theo kiểu là gì bán đáy mua đỉnh á tại vì anh chị coi lại cái phần tin tức của thị trường đây tin tức ngân hàng bể chập bán đáy Bữa sau ngân hàng nhà nước ra tin mua đỉnh sau đó ngân hàng sập tiếp uh, CS uh, ngân hàng của thị sĩ sập bán đẩy tiếp uh, sau đó hôm nay kéo lên đóng cửa xanh hết uh, tuy là thị trường nó đang đỏ nhưng mà phần lớn cái cổ phiếu là xanh vậy thì có phải là nếu mà thứ hai mà kéo tiếp có phải mua đỉnh không ví dụ vậy thì nhìn chung là cái trạng thái mà bán đáy mua đỉnh theo cái tin tức á, ngày đỏ ngày xanh ngày đỏ ngày xanh tất cả đều thấy rồi tất cả đều thấy cái cảm giác ức chế này rồi nên thành ra là bây giờ đã xác định là giữ hàng trong cái giai đoạn này thì phải chịu nha phải chịu cái trường hợp như thế này thôi và phải có một cái sự lạnh nhạt nào đó về cái việc là chúng ta lãi lộ nha. phải lãi lộ như phải, phải như vậy chứ bây giờ anh chị để cái cảm xúc vào trong cái vấn đề đầu tư hiện tại gần như là không có cái cách nào để có thể đầu tư được trong cái giai đoạn này. bây giờ thật ra nó giống ở đâu chị biết không nó giống giai đoạn này nè thật ra cũng giống vậy luôn đó cái giờ giai đoạn bên đây nè khi nó tích lũy cái nền này rất lâu nè cũng bán ra mua vào bán ra mua vào tốn phí gần chết luôn rất là nhiều nhà tư cứ đảo tới đảo luôn, đảo tới là luôn cái cổ phiếu không có lời cái con này hôm nay ví dụ anh chị thấy chứng nó trần á Sau cái bữa sau nó hết tăng nó cứ vậy nó kẹt kẹt hoài cái anh chị bán anh chị đảo qua chứng chứng nó không tăng cái hôm nay cái anh chị thấy ngân hàng tăng cái anh chị ngon chị nhảy qua mua ngân hàng hôm trước hình như có bất động sản, bất động sản tăng rồi hôm trước nữa quan nhớ không nhầm là đầu tư công tăng, nhìn chung là nó tăng luôn phi nên chúng ta cảm giác nó rất là khó chịu thì giai đoạn hiện tại nó cũng giống vậy, nó đang trong cái giai đoạn là một là tính xấu, hai là gì? hai là chưa có nhịp bùng nổ nào cả mà khi nó đã bùng nổ đây nè thì tất cả nhà đầu tư đã lên tà. cái gì? mới bắt đầu thấy là ok thị trường ngon nhảy vô lại thì lúc đó lại là mua ngay định nha rồi tiếp tục chúng ta nói tiếp nhóm mà thì có hoa sen hoa sen ở đây cũng tương tự thôi hôm nay hoa sen được mua rất nhiều cái khối lượng ở đây tích lũy khối nó hấp xuống rồi nè Ờ, à, khối lượng hấp xuống như thế này thì chị lưu ý là cái giá 15.7 là em 20 lũng 15.7 hoặc là cái đáy như đây là dây 15.3 thì một trong hai giá này nếu lục số thì phải hót hàng hoa sen tại vì đây nó đang xây thêm một cái nền nghe đỉnh anh chị thấy không đây xây một cái nền nghe đỉnh ở đây nếu bùng nổ tiếp vượt qua cái giá 16.7 chạy tiếp bình thường hoặc là vượt 17 luôn là tăng trần chạy tiếp giá giá hép ở trên thị trường thế giới như thế nào đây đây là biểu đồ giá hép anh chị thấy là giá hép vẫn tăng nên có khi là hép nó vẫn tăng tiếp đó thì nếu nó xác nhận tăng thì anh chị muốn mua anh chị có thể mua tại vì với hép thì đợt xưa giờ đầu tư toàn lỗ không thôi nó nói hiện là quan đầu tư toàn lỗ không nên qua còn không có muốn tư vấn lại cái ngành này nhưng mà có một cái điểm quan cần lưu ý anh chị nha không đây nè Mấy hôm nay quan thấy là tin tức về hoa sen ra rất là nhiều. Tin tức về cái ông Vũ này nè, ra rất là nhiều. Thì anh chị cần phải lưu ý là ông Lê Phước, cái tin về ổng ra nhiều đôi khi nó cũng nguy hiểm nha. Đây nè, cái này thì những ai đầu tư lâu anh chị sẽ biết là tự nhiên bơm tin cho người ta chú ý tới con hoa sen rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái điểm lưu ý, nếu mà hoa sen lũng thì phải chạy. Nam Kim, Nam Kim cũng tương tự thôi. Nam Kim đây là cái nến rũ, xong đó hồi lên, tích lũy đi ngang thì đây nó đang hình thành cái hộp. Thì chỉ cần nó lũng xuống tiếp mất cái giá nhiều mất cái giá 13.15.3 15.3 thì hót hàng chạy ra nếu không con nghĩ các xác sức là thế về lại giá 13 nha vậy là cái nền đây thậm chí là hẳn hơn nhìn chung là đây là cái vùng nguy hiểm còn nếu đánh tiếp thì đá nhiều 16.5 Đánh tiếp thì anh chị có thể canh mua. Ở đây thật ra có cái điểm rất là ok đó là khối lượng của ba phiên này. Nó bé xuống. Nó bé xuống là thể hiện gì? Là cá mập nó đã siết lại cung cầu. Đây nó giống như đây nè khối lượng bất ngờ nó hấp xuống sau đó nó bật lên chạy tiếp đó, bật lên chạy tiếp thì đây là cái trạng thái tốt của cổ phiếu chỉ hiếu cái xác nhận thôi nếu nó xác nhận thì anh chị có thể mở mua nha những anh chị mà không có bị kỳ mệnh thép thì anh chị có thể mua nha rồi tiếp tục qua sẽ nói tới ngành dầu khí và năng lượng thì con bê là anh chị thấy nó rơi quá trời rơi phải không cái con này thì có khi nó về hẳn cái giá hôm đó quăng kẻ nó giá ba mươi nha nói chung là bê đang gãy thì nó tạo áp lực tiêu cực cho cả cái ngành này BR thì sao? BR ở đây thật ra cái khối lượng cây hôm nay rất là đẹp. Khối lượng hôm nay là bao nhiêu? Chỉ có 3 triệu. Tại sao qua nói nó đẹp? Tại vì sao? Nên là chị thấy nó rơi mạnh. Sau đó tích lũy lại khối lượng nó bé. Thì trạng thái này nếu nó bật trở lại nó vượt qua giá 16.3. Chúng ta có thể lo hầm dò. Nha. Chúng ta có thể hầm dò. Còn hiện tại trong trạng thái này thì chờ đợi xác nhận về giá. Ví dụ nó bật cái cây giống vậy thì chúng ta có thể mua. Mua cao một chút cũng được mua cao khoảng tăng khoảng 5 sáu trăm mua trên đây cũng được nhìn chung là nó sẽ an toàn hơn và ở đây bể anh chị canh nha thật ra con này cơ bản tốt không có gì đâu xấu thì anh chị có thể canh con này còn nếu mà nó sập thì thôi tại vì nó sập thì đương nhiên nó sẽ đẹp hơn tức là nó về 14 thì mua nó giá được rẻ hơn rồi tiếp tục là gì ôi ôi tương tự bé không khác bé đánh thì ôi đánh thôi hai con này giống nhau có cảm giác còn có cảm giác là con ôi có bé cùng đội lái nha 9.1 bước qua 9.1 thì mua nha ở đây thì có dấu hiệu là chuẩn bị còn nếu mà không nó đánh giống con BLX thì chờ nó về giá 8 thì mua lại tiếp tục là gì BVS cũng là một cái cây khối lượng kiệt xuống nè chị thấy không thì BVS ở đây chị muốn an toàn chị chờ nó chạy hẳn lên giá 27 nó test lại giá 26 nó bùng lên nhịp sau thì chị mua ở đây nó sẽ an toàn hơn còn bây giờ BVS ở đây thì chờ đợi nha đây nè đây đây là cái tam giác nhỏ xíu luôn cái tam giác này trong thứ hai tuần sau hoặc thứ ba tuần sau sẽ có câu trả lời kéo tiếp hay là sập BVD tương tự tại vì dầu nó đánh giống nhau BVD cũng vậy anh chị muốn an toàn anh chị chờ nó kéo lên 22 giống vậy nè kéo kéo lên sau đó nó test xuống test xuống Sau đó nó bùng lên lại nó bùng lên lại hình chị mua bên đây Hình chị mua ở đây Hình chị sẽ an toàn hơn còn anh chị mua ở đây anh chị sẽ mạo hiểm một cái điều là gì nếu nó đánh giống công b lĩ ở đây nó tích lũy lại xong nó gãy. xong nó gậy là nó sẽ có hai cái cây này hiện tại dầu á những cái con khác ví dụ con BVD nè nó đang ở cây này thì con blx nó là ở đâu nó là cây này nè nó chỉ điểm thử nến coi nha một nến nè hai nến nè và nến hồi là ba nến đây anh chị nhìn con BVD coi một nến nè không, cái là cái nến gãy không tính một nến nè hai nến ba nến giống không giống y hệt luôn ba cây blx ba cây không, à, giống y hệt không tính cây gãy là ba cây thì bây giờ ở đây nó có hai cây này nữa tức là bây giờ bvd mà nó không hồi lên được hay là bvs giống nhau hết thì theo cổ phiếu dầu sẽ sập tiếp thì tương tự bvc nó cũng giống vậy luôn đây anh chị thấy nè y hệt vậy luôn nên hành ra anh chị lưu ý nha ở đây một là phải xác nhận nó giật lên lại ví dụ bvc lên 13 15.4 trở lên á sau đó tích lũy lại quanh 16 ok thì mình hãy mua ở đây để đánh lên vòng sao chứ bây giờ mình mua ở đây thì nó giống con bvd bv là ít một cái là mình chết nha à, ra dầu thì anh chị lưu ý nha anh chị mà đang dựng cái hội á tại vì nó đang bị tâm lý tiêu cực bởi giá dầu thế giới nhưng ở đây Quang chia sẻ theo góc nhìn của quan dầu việt nam không liên quan gì dầu thế giới và dầu việt nam đôi khi dầu thế giới giảm dầu việt nam lại có lợi và nó tốt cho nền kinh tế nha dầu việt nam có lợi chứ không phải có hại và nó tốt cho nền kinh tế nào đó là góc nhìn của quan tại vì việt nam đa phần là không sản, tự sản xuất được có con BSR được thôi nhưng mà chỉ là sản xuất dầu để bán còn cái giờ, giá dầu thế giới là dường như là dầu khai thác mà phải không Việt Nam đa phần là nhập về không à nó thành ra theo qua đánh giá là dầu thế giới giảm dầu Việt Nam tốt nhưng mà tâm lý tiêu cực trong ngắn hạn thì không ai hay muốn đầu tư nó có khi nó lại chạy lên lại thì chúng ta chờ chúng ta canh nha rồi tiếp tục chúng ta nói con pet con này thì liên quan tới họ bán lẻ thì đây anh chị lưu ý cái giá 20 nha lũng 20 thì nó sập còn nếu mà nó giật lên lại lên lên 22 chúng ta sẽ canh gom nó quanh ha cho cái vòng sao chạy lên khoảng 26. Nó là con PET thì PET ở đây khối lượng nó khá là ok rồi. Chỉ là hơi tiêu cực thôi. bvt bvt thì đây anh chị muốn an toàn thì đây nên anh chị thấy cái trend không? Anh chị chờ nó đánh lên lại, lại giá 21.5. Nó test lại. Nó bùng lên nhịp sao thì anh chị mua bên này nó an toàn hơn. Còn bây giờ bvt ở đây thì chờ đợi. Và ở đây nó có cây Sprint. Nếu nó không vi phạm cây Sprint này mà nó kéo lên nó vượt qua cái giá 21.5 trở lên á. Mình hãy canh mua nó bên đây nha. Đây nè, đây là cái cây này nè anh chị thấy không? Xả ra khối lượng lớn rồi đó thì nó vượt qua cây này nó sẽ nói gì? Lưu lưu tất cả mọi người bị mất hàng. Còn nếu mà nó nó rơi xuống tiếp thì thôi khỏi mua nha. Bô. Bô thì nó đang có cái cấu trúc giống như thị trường chúng ta là nền chồng nền. À, thì hay nó không vi phạm thì chị cứ giữ bình thường ở đây nó đang hình thành cái trend rất là cụ thể luôn à, cái trend đi lên rất là cụ thể luôn thì cái trend này thường nó là làm bám heo em mười MA10 là cái đường màu xanh lá cây nè, chị thấy không là giá 13 rồi. Đây nè, MA10 giá 13 thì nó lủng giá 13 rồi bán, còn nó không lủng mà nó cứ bò bò có khi lại chạy tiếp. lại bùng nổ chạy tiếp. Nên những anh chị đang có hàng thì cứ gồng lại. Và theo quan nghĩ target lãi của nó khoảng giá 15, 14.5 tới 15 thì chốt lãi. Còn hiện tại thì nó chưa vi phạm thì có thể nắm giữ bình thường. Mua mới thì không mua được. Nó giống đây nè anh chị thấy không? Khi nó đánh lên á, nó không vi phạm cái đường màu xanh lá cây, nhưng chỉ cần nó vi phạm một cái, nó hồi là nó tạo hai đỉnh là nó sập lại liền mất hết lại Thế không cái đoạn này tăng bao lâu cái đoạn này anh chị thấy nè, từ đây lên đây là bao lâu? Từ cái ngày 1, 10 tháng 1 tăng tới cái ngày sập ngay đây là ngày 1 tháng 2. Tăng uh, bao nhiêu? 10, tăng 20 ngày. Tăng 20 ngày mà chỉ mất một cây. Và thêm bên đây hồi lại cái rơi xuống là mất hết. giờ mất có khoảng tầng thôi là mất hết sạch luôn. Thì bên đây cũng vậy. Nếu mà nó vi phạm thì nó có thể nó sẽ hồi hai đỉnh, Nếu anh chị không bán kịp, anh chị vẫn bán được. Nhưng phải bán khi nó vi phạm. Nếu không nó sẽ lắp hết lại. Ví dụ nó lên tới đây, nó rơi chị đây, nó test cái rồi chạy lên sao? là mất hết cái giai đoạn tích lũy cả tháng nha nào T2 nhìn chung á là sao cái tin mà nó ra nó chi cổ tức thì nó lại không còn là nó không tăng nữa và nó bắt đầu lùm xùm tùm lum hết rồi nào T2 thì bây giờ anh chị có hàng anh chị lưu ý trở lên 31 test lại đánh lên vượt 31 thì mình hãy mua chứ bên đây trạng thái này nào T2 thì không đánh được dù vô đánh nó cũng không đánh được ở đây thì ai giữ hàng thì lưu ý cái giá chặn là giá 28.5 lũng 28.5 thì bạn gây mô hình vẫn như cũ không khác gì cả đây không có kẻ anh chị coi nè mô hình vẫn như cũ luôn nó càng siết siết quá rồi, siết luôn siết đến độ mà không còn khối lượng giao dịch luôn vẫn không tăng được thì anh chị cứ chờ chờ nó bước qua giá 15 thì mua cao lũng thì ai có hàng thì canh hót ra thôi lũng thì chắc về 13 tới 12 nha đây là gợi tạo cái nền này dài quá trời dài luôn rồi mà không tăng được mà sập thì cũng không sập đây nè đang đây sập cũng không sập luôn rồi tiếp tục BC1 con này thì cũng đang xây cái nền ở trên đỉnh á. Nhìn chung những anh chị giữ thì lưu ý cái giá 27, lũng mắt 27 có xác sức nó chạy về giá 25, thậm chí là hấp hơn. Rồi, đó là ngành điện. Tiếp tục chúng ta sẽ nói tới bất động sản. Bất động sản thì đầu tiên là chắc chắn là phải đất xanh, con mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại. Nhìn chung là hôm nay theo sau cái tin mà đất xanh nó ra cái tin gì đó, mà không nhớ rõ lắm nhưng mà có cái tin đất xanh nó ra thì nay nó kéo kết quả nó không lên được thì đây đất xanh anh chị lưu ý cái giai đoạn giống như này nè đây nè anh chị thấy đây không? cái đoạn này nè nó đánh lên một cái đoạn cái nó ra cái tinh nào đó cái nó kéo lên mạnh sau đó nó quay xuống nó tích lũy lại giờ ở đây nó có hai cây sập cho nó mới tích lũy và nó chạy mạnh thì bây giờ đất xanh ở đây nó cũng giống vậy nó mới hồi lên từ đấy nó kéo một cây mạnh thì bây giờ anh chị muốn mua an toàn anh chị chờ nó rơi lại hoặc là nó đi ngang ở đây một giai đoạn sau đó nó bùng nổ lên nó vượt 12 nó sẽ an toàn hơn còn cái cây nến hôm nay là không uy tín nha cái cây này thường xuất hiện xong là cổ phiếu có nguy cơ sập đó đây nè xuất hiện cây này xong cái bữa sau lên được cái sập liền đây nè xuất hiện cây này nè xong sập liền bữa sau luôn và cây đâu nữa đây nữa nè đây nữa nè đây nè qua nhớ hình như cái cây này là cái cây ông hình ăn gì ta nói gì sao ta ăn sinh nhật cũng nha đây nữa nè nó thì cái cây này thì chúng ta nên chờ nó tích lũy thêm nha nếu mà tích lũy và nó test lại nó không lụng cái đường MA20 ở đây thì chúng ta có thể canh giải ngân nó trong vòng sau đi gà. cái cầu thanh tra thì vẫn chưa nghe rõ nhưng mà đây thì nó đang hồi tốt nếu anh chị muốn mua DG anh chị nên chờ nó ví dụ nó không tăng được nha nó rơi lại 12 nó tích lũy được cái đường em 20 nó sẽ chạy xuống và nó bùng nổ lên thì anh chị mua đẹp sao còn hiện tại thì không có điểm mua xem không bứt được anh chị thấy cái trend này quan kẻ lâu rồi cũng không bứt được phải không kẹt cứng ở đây luôn thì đây, đây anh chị lưu ý là kẹt như thế này mà không bứt được thì câu chừng nó gãy ở đây thì chặn hết ở cái giá 18.8 hoặc là giá 19 nha nếu mà lũng thì xác sức nó về 16 tới 15 còn nếu nó bật thì anh chị nên canh mua nó trên giá 22 nó mới an toàn EGC con này cũng vậy thôi anh chị thấy đây nè nó đang siết rồi ngay đây khá là ok phải không nó siết siết ở đây rất là chặt rồi thì đây anh chị chờ nó bột nó bùng qua giá 13 anh chị có thể mua vào hay là nó lũng xuống thì chúng ta chờ tích lũy lại thì EDC ở đây đang chờ đợi nè khối lượng anh chị thấy nó đây nè khối lượng sau khi nó gãy từ đỉnh nó giảm xuống một tí sau khi nó gãy thêm cái nữa khối lượng nó giảm xuống một tí sau khi nó gãy thêm cái nữa khối lượng nó kiệt xuống, xuống luôn thì đây nó chỉ đang chờ gì chờ xác nhận con này thì hay có cái kiểu là nó xác, nó nó siết lại chặt nè chị thấy không xong cái nó rủ một cái rồi nó mới chạy nè, cái con gì anh chị cẩn thận là nó có thể nó sẽ rủ một cái sprint nha đây nè chị thấy không nó siết là chặt nè có lượng nó bé tẹo xong rồi rủ xuống một cái cho anh chị cắt lỗ hết xong nó mới chạy. À, đây xì nó đang có cái trạng thái giống như hồi xưa đó. Rồi. khu công nghiệp thì chúng ta có KBC. Giống như cái giá qua nó cũ á, anh chị nên chờ nó kéo lên giá khoảng 23.5, 24 tích lũy lại bùng nổ lên mình hãy mua. Chứ bên đây thật sự là nói thì chỗ này không canh được nha, không canh được giá mua. Nó quá sát và nó quá kẹt ngay đây. Không mua được. Ai có hoang nghĩ là giữ thôi. Ở đây quan nghĩ nó cũng không có giảm mạnh đâu có thì cứ giữ hơi đang tạo đáy khá tốt idc hôm nay có mấy lần lũng xuống ba mươi bảy trăm chín qua là cái người giữ có idc nè cũng sợ chết luôn á mà kết quả nó không lũng thì anh chị muốn mua thêm á ba giá nhiều ba chín trăm năm và giá bốn mốt vẫn như cũ nha ở đây chúng ta bỏ qua giá bốn mươi mà là ba chín trăm năm và giá bốn mốt ha thì chúng ta sẽ canh mua đó còn hiện tại idc ở đây thì vẫn là như gì lũng mất 37.8 là cái đáy này hoặc là giá 37 thì cắt lộ Thế là, thì cắt lộ IDC. còn hiện tại thì vẫn còn nắm giữ được thì cứ giữ thôi do bây giờ mình bán ra mình mua con khác thì thật sự mà nói thì cái vấn đề kẹt T cộng rất là nhạy cảm SZC. <laughs> không khác gì IDC cả phải không khối lượng cũng kẹt quệ rồi hiện chị chờ bùng nổ vượt qua 28 thì mua thêm lũng 26.3 thì cắt lộ như cũ thôi như tất cả các cổ phiếu chúng ta đều đang chờ đợi một cái xu thế mới của thị trường xu thế gì sụp green đánh lũng xuống cái sau đó tích lũy lại giật lên kéo hoặc là sụp luôn hay là gì hay là kéo lên luôn không không biết được phải không thì nếu mà cổ phiếu vi phạm thì chúng ta ưu tiên là hót bớt hàng ra những như bản thân quan quan cậu sẽ hót bớt hàng ra để chúng ta có tiền chúng ta mua lại hút hấp lỡ mà nó sập luôn nha còn nếu trường hợp nó nó tăng luôn thì quá tốt rồi tiếp tục mình nói tới gì? Đầu tư công có HHV. Đầu tư công thì đầu tiên xem cô cg trước nha. LCG đây. Anh chị thấy như thế nào? Đây có phải là nó đã lũng M20 rồi không? Tuy nhiên lũng mà mũi tên không có báo bán. À, có cái mũi tên này nè. Đó. Thì nó không có báo bán. Tức là con này có dấu hiệu nó vẫn chưa gậy. À, nó vẫn có thể neo được thứ hai nó có thể vượt lên được tuy nhiên anh chị lưu ý là gì là ở đây có cái giá 12 khá quan trọng đó. 12 là chân nến đó. chân nến gì chân nến Marubozu với cái dòng tiền vào 19 triệu chín đây là cái cây nến rất lớn nên chị thấy không nếu nó lủng cây nến này thì toàn bộ cái nhà tư khúc như đây sẽ hành kháng cự hết là nhà tư đu đỉnh hết nó thành ra lưu ý nếu mà là CG lủng thì xác suất nó chạy hẳn gì giảm 10 luôn thì cái con này mà nó gãy mạnh á thì cái ngành đầu tư công cũng sẽ chết nên những anh chị mà lưu ý là đang canh mua thì phải lưu ý cái con CG mà nó gãy thì thôi đừng có mua đầu tư công nữa nha rồi HHV tương tự thôi đang siết cung rất chặt ở đây chưa gãy À, anh chị kẻ cái trend trend ngắn thôi hai đáy này thôi chưa gậy thì chị lưu ý nếu mà mất cái giá 12.7 12.6 thì nên bán ra để nó lỡ nó rơi lại giá 11 thì chúng ta canh mua dưới hấp nha mua hấp nhìn chung là đầu tư công vẫn là một cái ngành đánh hết năm nhưng không có nghĩa nó không chỉnh không có nghĩa nó không chỉnh ở đây nếu mà trường hợp mà nó giật lên nó vượt qua 13.5 thì mua ha, vượt qua 13.5 VCG này đổi giá tốt thì VCG anh chị lưu ý là cái giá 21 bước qua được 21 thì có thể mua cao test lại bùng nổ tiếp lại mua cao nhìn chung là bước qua được đi khối lượng ở đây là đang chờ đợi nha Fcn. tương tự thôi nhìn nó đóng cửa gì thôi chứ thật ra nó vẫn đang đi nghe ở đây một là bùng nổ hẳn là luôn vượt 11.5 thì mua lót hai là lũng mất cái giá 10.7 thì hãy hót ra rơi vào lại giá chính thì nhặt lại dưới đây c4g như thế nào thì đây anh chị thấy lưu ý cái đáy ngay cái giá 10.5 năm nếu mà nó mất cái đáy 10.5 này thì xác sức nó chạy về giá chính nó hấp hụ lại rồi nó tăng lên tiếp hay là gì hay là nó phải bứt qua cái giá 11.3 ở đây để nó chạy lên tiếp nha anh chị và có hàng thì chị lưu ý những cái con này có thể sẽ có cái pha sprint đây khối lượng là hấp hấp đẹp không rất là đẹp rồi nhưng mà anh quan trọng là anh phải đánh được chứ anh khối lượng hấp về mà nó không đánh được thì rất là không ok nên nè anh chị thấy khối lượng hấp nhưng mà nó vẫn sập nó vẫn sập cho mình sao nhưng mình thoát hết ha rồi nó mới đánh nha cái giai đoạn thị trường tuần sau có thể nó sẽ đánh theo cái kiểu đó đó còn luôn luôn phải sẵn sàng gì lỡ nó bùng nổ thì sao lỡ nó bùng nổ tiền vào lớn thì sao thì mua nha chứ không phải là quan tư vấn như vậy cái chúng ta bỏ mặt là sai à còn hết nè chị cũng thấy vậy nè đây là cái cây giảm nè không giá là 16.3 rơi xuống là đây nè thì bây giờ nó đã tích lũy là ba cây như thế này thì phải là sao một là nó giảm tiếp hay là gì Hay là nó bước lên đây thì đây là cái điểm cách mua phải không à, cách mua với target là lại định con hết nha nhìn chung là cơ hội và rủi ro đang xen trong cái thị trường này. Nãy giờ anh chỉ coi phân tích từ đầu tới giờ đó cơ hội có không có rất nhiều nhưng mà rủi ro có không cũng có rất nhiều. Chúng ta bây giờ đầu tư là không được bỏ bản điện không được bận quá nhiều trong phiên nhất là cái giờ gì từ 14 giờ trở đi là cái giờ rất linh của thị trường không được bận vào giờ đó nếu nó bùng nổ thì sẵn sàng nhảy vô mua ngược lại nếu nó thất bại thì thôi không mua hoặc là phô mô hưng phấn quá thì từ từ mua Nên chung là bỏ yếu tố cảm xúc bỏ yếu tố tin tức bỏ yếu tố hù dọa ra nếu nó ok cứ mua còn nó vi phạm thì cắt lỗ mình dạng cắt lỗ nha rồi tiếp tục g 36 con này thì giống như con c 4 g không khác gì cả nha thì đây nó phải bước qua cái giá 7 thì là giá mua nha giá 7 đây khối lượng cũng rất là ok nè chỉ thiếu cái dòng tiền vào lại thôi đây là đây chỗ này nó cũng ép sát là ép rất là sát nè anh chị thấy không nó ép rất là sát xong nó sập xuống cái rồi nó mới chạy lên lại ở đây hoàn toàn có thể sập xuống một cái rồi mới chạy lên lại vật liệu xây dựng thì chúng ta chỉ có con cát b thôi cát thì nhìn chung là vẫn chưa gãy anh chị mà đang giữ hàng thì lưu ý là mất cái giá nhiều mất cái giá 24.5 thì hạ bớt hàng ra hạ bớt ra hạ bớt về lại cái giá 22 chúng ta nhặt lại đó là với con KB Còn nếu nó bứt qua 26 thì chúng ta vào full vị thế nha. Ở đây khối lượng nó cũng đã nhỏ khá là ok rồi. Đặt trước khối lượng nó cũng nhỏ. Cỡ này không nó bùng nổ chạy tiếp. Ra bây giờ mình chờ thôi Phần bón thì có DCM rủ xuống nè. Quay lại liền anh chị thấy không? Bán là bán ngay đáy, mà mua là phải mua giá cao. À, Ra hôm nay nó cũng được cơ cấu thì con này anh chị muốn mua là giá 24.4. Bứt qua đây được anh chị có thể mua với target là 26 đánh ngắn thôi nha DBM vẫn trong cái trend giảm nhìn chung với những cái con như DBM anh chị muốn mua anh chị cứ mua giá hấp và chờ nó hồi lên tại vì đây là mua xong hồi nha thì nó hồi có thể khoảng cái đó 36 thì hốt ra theo quan thì quả có đánh giá hạn chị đi mua mập lưu giống quan cụ ok ha mập lưu nó bán lẻ tin xấu không ngày nó quá trời đó thì mập lưu ở đây anh chị lưu ý là giá 40.6 bùng nổ qua thì mua không em hai nó xuống tới 40.6 nè bùng nổ qua thì mua có thể qua thực sau nó thành bốn mươi á năm thì bất qua thì có thể mua him vị thế với Ta target là giá bốn bốn tới bốn mươi mấy bữa nay tin xấu ra quá trời luôn tin bất cập ra quá trời luôn mà quan thấy là tin xấu ra càng nhiều là càng ngon tại vì tin xấu ở đâu có giảm ở đâu nó dẫn giá 39 à Nhưng mà quanh giá vốn mình mấy hôm nay luôn nhìn chung là như vậy là tốt nha thủy sản dịch mai, TNG dẫn cái vùng lưu ý cũ là giá mười bảy năm hoặc là mười bảy Ông thì 17 luôn nếu mà chấp nhận lỗ nhiều là 17. Cạnh dưới là 17. Cạnh trên là 18, 19 chứ. Bứt bùng nổ lên, mua mới, lụng xuống, hot hàng. Hot hàng xong về lại giá 15 nhặt lại. Còn nếu bùng nổ qua thì mua mới với target là khoảng nhiều, target là khoảng giá 21, 23 hay tới 24. Đây đây, đó là con TNG. Những anh chị mà đang canh mua nó cũng lưu ý. Mà những anh chị mà đang nắm giữ cũng lưu ý. Tại vì cái chỗ này đang tích lũy xây nền. Xây nền để tăng tiếp hoặc xây nền để gãy chúng ta không chết được do thị trường bây giờ chỉ cần thị trường nó sập là mấy con đi sập hết còn nếu thị trường nó tăng là tất cả cùng vui NV tương tự thôi cũng xây một cái nền đây nè anh chị ha sập là mất hết nha sập là mất hết thì sập là không nói gì nhưng mà nếu nó tăng thì cái điểm này là điểm mua 33 33 đó là với NV nha khối lượng ở đây cũng khá là ok nhưng mà sợ là sợ nó đánh thêm một cái nhịp sập nữa rồi nó mới lên nên trong cái tiêu đề video Qua có nói anh chị cẩn thận một nhịp sập của thị trường cảng biển HH chiếc rất là chặt không thì trạng thái siết chặt này những ai đang có hàng thì lưu ý cái giá 34.5 bước qua được thì mua còn nếu không thì thôi tạm thời thôi đây là screen à, chắc là không có sụp đâu không biết có sụp hay không khối lượng là như hết người giao dịch chỉ là chờ dòng tiền thôi lưu ý nha những ai mà muốn mua cản bot y hệt luôn không khác gì còn hai khác rồi các cổ phiếu còn lại trong danh mục của mình là HVN. Hôm nay HVN cũng có cái cây test lại đạt không? Anh chị thấy cây này đạt không? Cây này qua đánh giá giống cây này. Nếu qua tuần sau HVN đánh vượt qua cái giá 13.5. Những anh chị trong room quan đang nắm giữ hàng HVN á, mua gia tăng thêm HVN nha. Với target lên khoảng giá 15 thì chốt lại. Chốt lại lên đây cái nó test lại thì mình lại mua lại với target lên cao hơn nữa. Đó là với HVN nha. Đây là cũng là chuẩn bị trong tuần sau đánh rồi. Y, y, Nhìn chung là CE là điểm mua cái tiếp là 14.6 bước qua thì cái mô hình hiện tại thì CE T0, T1, T2.5 hàng về đỡ khá là tốt thì ai có hàng thì quan nghĩ là giữ bình thường thôi có thể là CE sẽ có nhúng nha thì trạng thái này CE thì chúng ta chờ ông à, nó đánh cái chỗ này nè giống ở đây không? giống, và dạ, giống đâu nữa anh chị biết không? giống đây nè này. Vậy lưu ý nha, đó là cậu CE Rồi thì đó là toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục của mình Cũng như là gì? Cũng như là các cổ phiếu trên thị trường Do đây là video cuối tuần Mà làm cũng hơi trễ anh chị thông cảm nha Do hôm nay mình có việc mình phải đi trong ngày Rồi trong buổi chiều á Rồi thì nhìn chung là cái thị trường này ở đây chúng ta lấy tỉnh chế độc chúng ta có hàng thì chúng ta cứ kệ nó thôi hôm nay ví dụ anh chị thấy nó cũng nhúng mấy lần đó nhúng mà hiểu điều là đánh phái sinh toàn lỗ không thật ra hôm nay đánh phái sinh toàn lỗ là phần là lỗ không do nên chị anh chị thấy nè kéo nè chập liền nó lại kéo nè sụp liền nó đánh rất là loạn cực cực kỳ loạn luôn anh nghe anh chị thấy cái cây sọt này mạnh không trong nó, dưới, nó giật lại lâu lại liền luôn chốc không kịp là lỗ anh chị những anh chị mà nhanh tay anh chị mới đánh được trong phiên hôm nay thôi những cái phiên này thì nhìn chung là phải sinh rất là khó đầu tư nhưng mà vẫn là một cái kênh kiếm tiền rất là ok của thị trường trong giai đoạn hiện tại nha ngày thường thì đánh ăn rất là dễ nhưng mà trong những cái phiên này thì hơi khó ăn thì với cái phái sinh liên tục xào nha liên tục xào thì dẫn đến là gì cơ sở nó cũng không phản ứng kịp có khi nó đỏ xuống chúng ta mới hô cắt ra hô cắt chút cái nó xanh à, hôm nay anh chị thấy cái con tiên phong banh không trưa nó có cái nhịp nhúng xuống giá đỏ cái cắt lỗ cắt xong cái nó thăng lên lại có một số nơi quan thấy gọi là stb đồ đó à, hôm nay nhúng mấy lần cắt lỗ cắt xong cuối phiên nó lên lại 25 mươi tức không? tức dữ lắm nhưng mà đu lệnh lại không em tại vì sao tại vì anh chị đua lệnh cái cổ phiếu nó quay đầu anh chị có bài thấy cảm giác mấy hôm nay nó giống vậy không nên thành ra nếu anh chị đã lên tàu rồi thì chúng ta giống như cái phương pháp qua đầu tư thẩm gài đó đưa ra rõ ràng điểm mua điểm bán của cổ phiếu nha điểm mua điểm bán của cổ phiếu điểm nào gia tăng còn bây giờ nó không vi phạm ok cứ nắm giữ bình thường không có vấn đề gì cả nếu thị trường sập mà cổ phiếu không sập cổ phiếu không lũng hoặc là không có yếu tố bán tháo khối lượng rơi xuống rất bé ví dụ những cái cây như thôi này nào không thấy những cái cây khối lượng rất bé không? thì nắm giữ bình thường nắm giữ bình thường gồng lỗ luôn còn nếu trường hợp mà nó rơi có khối lượng nó bùng nổ nó rơi ở vùng đỉnh thì có thể phải hót hết cắt lỗ thì quyết liệt lên trong giai đoạn hiện tại là cái cách đầu tư không thì dứt khoát nghĩ đến ngoài tại vì quan đi tham khảo rất là nhiều râm thì cũng có một số râm là có thấy khách hàng nó nghĩ đó hết trơn luôn rồi người ta cũng nghĩ hết rồi chán quá trời chán luôn giao dịch cái gì mà trời ơi anh chị thấy trời ơi đất hợi luôn nha rồi đó là cái chia sẻ của quan hy vọng nó có thể góp cho anh chị mình một cái góc nhìn còn anh chị mình mà cần tư vấn hỗ trợ hay là gì cần nâng cao kiến thức trong giai đoạn hiện tại ví dụ như là muốn anh chị muốn học theo cái cách đầu tư của quan không cách hợp giữa khối lượng nè chỉ báo nè mô hình nè những cái rất là đơn giản nhưng mà ra được cái phương pháp suy luận thị trường và bình tĩnh trong quá trình đầu tư thì anh chị có thể nhắn tin với quan gọi là bạn trợ lý cái điện thoại bên dưới phần mô tả video thì quan sẽ gì tư vấn anh chị về cái khóa học chứng khoán bên quan vậy nha rồi thì xin chào anh chị nhà tư có vấn đề thì cứ nhắn tin với quan số điện thoại zalo là trên màn hình <laughs> rồi